Xin chào các bạn, không chỉ riêng các iFan mà nhiều người yêu công nghệ nói chung luôn mong chờ các sản phẩm iPhone ra mắt hàng năm. Nhưng với mức giá rất chát khi trình làng lại chính là rào cản lớn nhất trước khi đến tay người tiêu dùng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, chỉ từ 4 triệu đồng, bạn có thể sắm cho mình sản phẩm đỉnh cao nhất của Apple cho năm 2014, đó là iPhone 6. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu sau 3 năm ra mắt, chiếc máy này còn tốt để lựa chọn? Sau đây mình sẽ chỉ ra 6 lý do đã biến iPhone 6 thành sản phẩm đáng mua nhất năm 2017 này qua video ngay sau đây nhé! Lý do đầu tiên là chất lượng và giá trị thương hiệu. Suốt 7 năm liên tiếp, Apple đều được vinh danh thương hiệu giá trị nhất thế giới trên bảng xếp hạng thường niên của Forbes. Mức độ phổ biến toàn cầu, giá trị mỗi sản phẩm của Apple thường khá đắt đỏ. Đó là điều khiến cho mỗi chiếc iPhone tuy đắt nhưng sắt ra miếng. Khi sở hữu một chiếc iPhone sẽ mang cho người dùng cảm giác cầm trên tay một giá trị đích thực riêng biệt, điều mà nếu các bạn sở hữu các sản phẩm khác không thể có được. Song song giá trị về mặt thương hiệu, các sản phẩm iPhone luôn chiếm được cảm tình của người dùng bởi chất lượng máy tốt, gia công tỉ mỉ và độ hoàn thiện cao. Từng chi tiết được chế tạo tinh xảo trên dây chuyền công nghệ hiện đại tạo cảm giác chắc chắn và sang trọng khi cầm máy trên tay. Lý do thứ hai là về bộ cánh thiết kế kim loại nguyên khối sang chảnh đẳng cấp, hòa quyện cùng logo táo khuyết nổi bật với những đường vát cong đầy quyến rũ. iPhone 6 vẫn giữ được vẻ đẹp hoàn hảo hiện đại và không hề lỗi mốt, đi kèm độ mỏng chỉ 6,9mm, một con số đầy ấn tượng giúp máy nằm gọn trong lòng bàn tay, nên phù hợp với đại đa số người dùng. Lý do tiếp theo về màn hình và camera, khi iPhone 6 sử dụng màn hình IPS LCD cùng công nghệ riêng Retina sắc nét cho hình ảnh hài hòa và màu sắc chân thực, kết hợp với kích thước nhỏ gọn 4,7 inch dễ dàng thao tác. Còn về camera, tuy camera chính chỉ có độ phân giải 8 megapixel nên nước ảnh trên iPhone 6 lại khá đẹp, màu sắc tươi tắn và trung thực, cân bằng trắng tốt, cùng độ lấy nét khá nhanh. Về cơ bản, camera trên iPhone 6 vẫn khá tốt so với mặt bằng chung các sản phẩm cùng tầm giá và dễ dàng sử dụng. Lý do thứ tư là về hiệu năng, tuy chưa thực sự gây ấn tượng với dung lượng bộ nhớ RAM 1GB và không hỗ trợ thẻ nhớ ngoài cùng dung lượng pin chỉ 1810 mAh, thua kém nhiều so với các smartphone Android cùng tầm giá trên thị trường, nhưng với nền tảng iOS độc quyền đem đến hiệu năng cao, độ ổn định mượt mà, trơn tru đáng kinh ngạc. Hiệu năng và độ ổn định sẽ là điểm cộng của iPhone 6 và bạn hoàn toàn yên tâm khi sản phẩm sẽ thường xuyên được cập nhật phần mềm một cách lâu dài. Lý do tiếp theo là về việc iPhone 6 có nguồn cung ứng tốt và đa dạng về chủng loại. Từ các mặt hàng iPhone 6 cũ, iPhone 6 đổi bảo hành hay phiên bản lock lẫn quốc tế, rất nhiều lựa chọn cho người dùng. Các bạn lưu ý không nên mua máy qua những tin giao bán iPhone trên mạng từ các cá nhân nhỏ lẻ. Nếu bạn không có kinh nghiệm và kiểm tra máy kỹ càng thì sẽ rất dễ gặp rủi ro với hàng dựng hay hàng kém chất lượng. Vậy nên hãy tìm đến những cửa hàng lớn và uy tín như Diệu Thông Minh với kinh nghiệm 5 năm truy cung cấp các sản phẩm Apple tốt nhất. Trước khi đến tay người tiêu dùng, máy sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt về nguồn gốc, hình thức, linh kiện bên trong và phần cứng cơ bản khác để trao đến tay người dùng những chiếc máy đảm bảo nguyên zin, không qua sửa chữa và đa dạng về chủng loại, tha hồ lựa chọn phù hợp túi tiền. Lý do cuối cùng là về giá thành. Khi mới ra mắt, iPhone 6 được định giá khá cao, trên chục triệu đồng. Vậy mà hiện tại giá lại giảm tới một nửa, thậm chí 1/3 tùy từng phiên bản. Mời các bạn theo dõi qua bảng tổng hợp giá của iPhone 6 tại Diệu Thông Minh ngay sau đây. So sánh iPhone 6 với những flagship đang hot tại Diệu Thông Minh như HTC 10, Galaxy S6, LG G5 hay Xiaomi Mi 5. Với mức giá phải chăng cùng thương hiệu và sự ổn định, rõ ràng iPhone 6 có lợi thế hơn loạt các smartphone Android kể trên. Bạn yên tâm rằng iPhone 6 vẫn sẽ được Apple hỗ trợ thêm từ 2 đến 3 năm nữa cho các phiên bản cập nhật phần mềm mới hơn, nhiều ít thấy so với các đối thủ Android cùng thời điểm ra mắt. Bên cạnh đó, khi bạn có nhu cầu sang tên, chiếc iPhone 6 cũng dễ dàng hơn và có giá trị cao hơn các sản phẩm Android khác. Đó là 6 lý do khiến iPhone 6 trở thành sản phẩm đáng mua nhất năm, phù hợp với mọi đối tượng sử dụng. Nếu bạn là người mới từ Android, muốn chuyển qua trải nghiệm iOS, hay bạn đang có nhu cầu với một chiếc smartphone giá thành phải chăng nhưng đầy đủ tiêu chí về thẩm mỹ, thương hiệu và dễ sử dụng, thì chú dê iPhone 6 nhà táo là sự lựa chọn hợp lý nhất. Để trên tay trải nghiệm các tính năng của iPhone 6, mời các bạn ghé qua showroom của Diệu Thông Minh trên toàn quốc hoặc liên hệ hotline 1900 6122 để mua hàng online ship về tận nơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!